tiếp tục với Red Cup 2023 diễn ra tại thành phố Cần Thơ nha anh em. Đây là trận chung kết. Chúc nữa là đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ STV trận chung kết giữa STV Đại học Truyền hình Sóc Trăng và Liên quân báo chí Cà Mau. Trên màn hình thì anh em mình thấy trong trang phục màu đỏ cam đó là các cầu thủ STV, còn trong trang phục màu trắng xanh đó là Liên quân báo chí Cà Mau. Trận chung kết của Red Cup 2023, trận đấu không chỉ phân định ngôi vô địch mà đội nào thắng trong trận thi đấu này, tức là giành chức vô địch, còn đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến với vòng chung kết toàn quốc diễn ra ở Hà Nội vào trung tuần tháng 9. Phải nói là một pha bóng vừa nín thở đây theo dõi của người hâm mộ đội bóng Đạo Thanh Truyền hình Sóc Trăng. Tiền đạo của Cà Mau vừa có pha đối mặt với thủ môn Bảo Quân, nhưng trong tình huống vừa rồi chúng ta thấy Bảo Sắc cản phá được cú sút chích mũi giày của tiền đạo Liên quân báo chí Cà Mau. Tỷ số hiện nay là 1-0, các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng dẫn trước. Quốc Khởi rất tiếc là không thể ghi hình ngay từ đầu để cho anh em mình xem. Và bàn mở tỷ số là một bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo chủ lực Văn Vô với một cú vô lê trái lưới. Cú vô lê Quốc Khởi sẽ nhắc lại tỷ số của trận chung kết hiện nay là 1-0, các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đang dẫn trước và bàn thắng được ghi ở phút thứ 4 do cầu thủ tiền đạo chủ lực số 9 Văn Vô thực hiện bằng một cú vô lê rất là đẹp mắt tung lưới Liên quân báo chí Cà Mau. 1-0, các cầu thủ STV trong trang phục màu đỏ cam đang dẫn trước. Cho em đang có một quả đá phạt góc không thành công, các cầu thủ của Liên quân báo chí Cà Mau đã phá bóng ra khỏi vùng nguy hiểm của mình. Đây là trận đấu sau cùng, sau khi hai trận bán kết kết thúc thì trận chung kết là giữa Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Liên quân báo chí Cà Mau, như thị là Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và Liên quân báo chí Bạc Liêu đã đồng giải ba. Như Quốc Khởi đã nói, đây là một trận đấu không chỉ là phân định ngôi vô địch mà còn quyết định chiếc vé duy nhất đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến với vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội, dự kiến vào giữa tháng 9. Tỷ số hiện nay là 1-0, các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng dẫn trước. Và như Quốc Khởi đã nói ở video trước và anh em mình cũng đã biết, ở giải đấu này thì Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đang là đương kim vô địch. Và trong khoảng 4-3-4 lần tổ chức gần đây thì Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đã 2 lần vô địch để đại diện khu vực đi thi đấu ở giải toàn quốc. Và bây giờ thì anh em đang đứng trước cơ hội lần thứ 3 để làm được điều này, mặc dù sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng. Trận chung kết giữa đối thủ là các cầu thủ Liên quân báo chí Cà Mau. Mặc dù hiện nay anh em đang có một bàn dẫn trước nhưng tỷ số rất là mong manh và vẫn còn nửa hiệp thi đấu thứ nhất cũng như một hiệp thi đấu thứ hai, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra. Các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng vẫn có cơ hội để nới rộng cách biệt, tạo một sự an toàn. Trong khi đó thì các cầu thủ Liên quân báo chí Cà Mau vẫn có cơ hội để săn bằng cách biệt, nghĩ đến việc là lật ngược thế cờ. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra thì chúng ta thấy là cũng như là Quốc Khởi nhận xét thì các cầu thủ STV vẫn tỏ ra vượt trội hơn trong pha kết hợp cũng như là một vài cá nhân nổi bật. Đáng chú ý trong đó là người đã mở tỷ số cũng như là tiền đạo chủ lực của STV Văn Vô, đội trưởng trên sân hiện nay, cầu thủ số 9. Rất là tốt, một pha thoát đi rất là tốt của cầu thủ số 20 bên phía Liên quân báo chí Cà Mau. Tuy nhiên các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đã quá giải thành công. Vừa rồi là cú chân bóng của Bình Trọng cho Bảo Quân khống chế. Đội hình trên sân của STV hiện nay gồm có là thủ môn Bảo Quân, trung vệ Quang Minh, người đá thấp nhất đá giữa, trung vệ ở giữa đá thấp nhất trong đội hình. Cái đó là số 19 hậu vệ cánh Sao Phép. Bên cánh bên kia đó là Quang Thuận, giữa sân là Bình Trọng, Văn Vô và người á cao nhất đó là Tấn Thành. Tấn Thành là cầu thủ là
nhân viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Châu Thành. Còn những thành viên còn lại thì đều là cùng với đó là Quang Thuận số 18 là của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh huyện Mỹ Tú. Năm gương mặt còn lại xuất hiện trên sân lúc này đều là của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, thủ môn Bảo Quân quay phim, Sao Phép số 19 cũng là quay phim, Văn Vô số 9, Bình Trọng số 35 cũng là quay phim, người đá thấp nhất là Quang Minh là của phòng tổ chức hành chính. Ở điều lệ giải này thì cho phép là ngoài các cơ quan báo chí cấp tỉnh, tức là đài hoặc là báo, thì được quyền tăng cường thêm các cầu thủ của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh các huyện thị thành phố và trong thành phần của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Đến giải này thì có 4 em là thuộc các Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh của thành phố. Ngoài hai cầu thủ đang thi đấu trên sân đó là Tấn Thành số 22 và Quang Thịnh số 18 thì ở ngoài vẫn còn hai em nữa, trong đó có Thành Đồng của đài của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh Long Phú. Thủ môn dự bị Vĩnh Long của Trung tâm Văn hóa Thể thao Mỹ Tú. Quốc Khởi xin nhắc lại theo dõi trận chung kết Fed Cup 2023 vòng loại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giữa hai đội Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Liên quân Báo chí Cà Mau. Tỷ số hiện nay đang là 1-0. Các cầu thủ STV Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đang dẫn trước. Bàn thắng được ghi do cầu thủ mang áo số 9 tiền đạo Văn Vô thực hiện từ một cú bắt vô lề rất là đẹp mắt, là một cú đá biên xa phép số 19, bóng được treo vào giữa sân. Quang Thượng vừa bật cao, tuy nhiên là cú bật cao vừa rồi của em đã không thể tiếp được bóng. Tỷ số hiện nay vẫn đang là 1-0. So với trận bán kết diễn ra trước đây khoảng nửa giờ đồng hồ là một trận đấu hết sức nhàn nhã. Các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đã vượt qua các cầu thủ của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cà Mau với tỷ số là 10-0. Thì ở trận chung kết này, mặc dù cũng có một sự lấn lướt hơn và có được bằng mở tỷ số trước, nhưng là một trận đấu chúng ta thấy rõ ràng là khá là khó khăn cho các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Vừa gọi là một pha tranh chấp rất là quyết liệt giữa trung vệ Quang Minh của STV cùng với cầu thủ số 20, có thể nói là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Liên quân Báo chí Cà Mau đến thời điểm này. Rất hay. Trọng tài xử lý như thế nào? Chúng ta cùng chơi xem trọng tài xử lý như thế nào trong tình huống vừa rồi. Quang Thuận có một pha đột phá rất là dũng mãnh. Trọng tài nói không, có nghĩa là không có một tình huống phạt đền dành cho các cầu thủ STV trong tình huống vừa rồi. Chúng ta thấy Quang Thuận có một pha đột phá rất là dũng mãnh, tuy nhiên các trung vệ, các hậu vệ của Liên quân Báo chí Cà Mau cũng đã kịp thời cản phá một tình huống dũng mãnh của Quang Thuận. Cú đá biên. Tiếp tục. Tấn Thành có một pha tranh chấp khá là quyết liệt với các cầu thủ Liên quân Báo chí Cà Mau. Vẫn là Văn Vô, một cú dứt gót vào 2-0. Văn Vô và một động tác xoay người trên không ăn mừng gợi nhớ đến thần tượng của anh ta Cristiano Ronaldo. Hai không, tỷ số đang là 2-0. Văn Vô cũng có biệt danh là Ronaldo Sóc Trăng. Phong trào bóng đá phong trào của Sóc Trăng. Văn Vô, Ronaldo Sóc Trăng. Và trận chung kết này thì Văn Vô đang tỏa sáng rực rỡ với một pha kết thúc đẳng cấp để mở tỷ số vừa rồi. Trong bàn thắng vừa rồi thì vẫn chưa xác định là do Tấn Thành hay là Văn Vô, nhưng rõ ràng dù cho ai ghi bàn đi nữa thì chúng ta thấy công lớn trong tình huống vừa rồi. Và Văn Vô với một cú sút từ xa và một cú giật gót của Tấn Thành, và bóng đã đi vào lưới.
có thể nói đến thời điểm này Văn Vô đã ghi đậm dấu ấn của mình trong hai bàn thắng của các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. 2-0. Các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đang thực hiện rất là tốt. Mục tiêu của mình là giành chức vô địch, bảo vệ được chức vô địch ở giải đấu năm nay để đến với thủ đô Hà Nội tham dự vòng chung kết toàn quốc. Đây là Văn Vô, lại là Văn Vô, tiếp tục là Văn Vô. Nhưng các cầu thủ của Cà Mau đã kịp thời cắt bóng trong tình huống đi bóng vừa rồi của Văn Vô. Những pha va chạm ở khu vực giữa sân. Tiếp tục là các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đã kịp sót bóng. Văn Vô đang có bóng. Tấn Thành đã di chuyển, cùng với đó là Bình Trọng. Bình Trọng sẽ làm gì trong tình huống này chúng ta cùng xem. Rất là tiếc là trong tình huống vừa rồi thì Bình Trọng đã không thể khống chế được ở những cuối cùng. Trận đấu đã trở nên hấp dẫn hơn. Các cầu thủ Cà Mau, đặc biệt là cầu thủ số 20 có thể lực rất là tốt, mặc dù sức bốc tầm bốc của anh tỏ ra không bằng đồng đội cũng như là các đối thủ, nhưng mà anh có sức ứng rất là tốt, thể lực tốt, tốc độ, kỹ thuật. Có thể nói cầu thủ số 20 là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Liên báo chí Cà Mau đến thời điểm này. Và hiện nay tuy nhiên anh cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn trước sự đeo bám rất là quyết liệt của các cầu thủ STV, đặc biệt là người đeo theo kèm Sa Phép số 19. Vẫn là các cầu thủ Cà Mau. Một cú sút xa, tuy nhiên là không quá khó đối với thủ môn Bảo Quân. Cú sút đã không đi đúng vào khung thành của Bảo Quân. Anh em mình đang xem trận chung kết Fed Cup 2023 vòng loại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giữa Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng và Liên quân báo chí Cà Mau. Đây là hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số hiện nay là nghiêng về các cầu thủ của STV Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Hai bàn thắng đều in đậm dấu ấn của Văn Vô, cầu thủ số 9. Quốc Khởi đã nói đội thắng trong trận thi đấu này không chỉ là giành ngôi vô địch mà còn giành luôn chiếc vé duy nhất đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến với vòng chung kết diễn ra ở Hà Nội, dự kiến vào trung tuần tháng 9. Và hiện nay thì các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đang tạm thời cầm chiếc vé này trong tay khi ghi được hai bàn, đang dẫn trước 2-0. Tuy nhiên vẫn còn hiệp thi đấu thứ nhất và cả một hiệp thi đấu thứ hai. Ưu thế thì đã rõ ràng. Tuy nhiên trong bóng đá thì mọi việc vẫn có thể xảy ra khi mà tiếng còi vẫn chưa kết thúc. Một cú chuyền sai của Bình Trọng, nhưng sau đó thì em đã kịp thời lấy lại bóng và chuyền cho Văn Vô, một cú căng ngang của Văn Vô, nhưng tuy nhiên bóng là không đến được với Tấn Thành. Lại là Văn Vô. Lại là Văn Vô. Tiếp tục Tấn Thành và Văn Vô. Cú phạm lỗi từ phía sau của hậu vệ Liên quân báo chí Cà Mau đối với Tấn Thành, tiền đạo đá cao nhất, tiền đạo cấm của STV. Như vậy là các cầu thủ Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng sẽ có một pha đá phạt cho khoảng cách khoảng 15m. Nhiều khả năng cầu thủ thực hiện là Văn Vô. Rất là tiếc trong tình huống vừa rồi, Văn Vô có thể nói là phải xử lý cực thông minh. Khi mà các cầu thủ của Liên minh báo chí Cà Mau vẫn còn đang lơ là, chưa tập trung trong khâu phòng ngự, thì Văn Vô đã có một pha đá phạt cực nhanh, đưa trái bóng về phía cuối sân cho Sa Phép
Tuy nhiên sao phép đã không thể bắt được bóng trong tình huống vừa rồi. Có thể nói là một sự quan sát hết sức là nhanh nhạy, tinh tế và cú gà chân cực kỳ thông minh của Văn Dục. Và ngay sau đó thì các cầu thủ Đào Thành Trường chấp chân có thể nói là thoát thua trong tình huống vừa rồi. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc, tỷ số là 2-0. Chúng ta thấy vừa rồi là Bảo Quân định tận dụng tình huống ở cuối trận leo lên, tuy nhiên trọng tài đã thổi hơn rồi. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất các cầu thủ Đào Thành Trường chấp chân đang dẫn trước các cầu thủ Liên Quân Báo Chí Cà Mau với tỷ số là 2-0. Chúng ta cùng chờ xem hiệp 2 nhé anh em, trận chung kết Red Cup khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 2023.